Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Mình đã trở lại với một video hoàn toàn mới. Nấu gì trời? Ý là vẽ một bức tranh mới, một bức tranh hoàn toàn mới. Dữ vậy sao? Lần trước mình cứ hứa với một bạn là sẽ vẽ một con bạch tuộc, giờ thì mình không biết bạn đó nằm ở đâu nữa. Nếu bạn có xem video này của mình thì hãy cho mình một like. Vẽ tới khúc nãy thì mình cảm thấy nó nhức cái đầu mà con. Nhức cái đầu rồi. Có bị gì không? Tối nay nhiều khi tối nay chết chừng. Ê, tới khúc xàm rồi đó, đi đi em. Yes, sir. Dễ thêm những cái lỗ đó cho nó bám vào. Nó bám vào đâu thì không biết. Rồi xong, tới cái phần quan trọng nhất, đi nét cho con bạch tuộc. Và mình cảm thấy nó phải có một cái tên. Rồi thì ngày hôm nay, lão phu sẽ đặt tên mới cho mày luôn. Lúc trước mày là con bạch tuộc, giờ mày là con mực. Nấu gì trời? Nghĩ dừng ở đây được rồi. Anh em follow tôi nha, cảm ơn anh em. Yes, sir.